Chào tất cả các bạn. Và hôm nay trong chương trình Kỹ năng sống, đặc biệt hôm nay là Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến các bạn một cái chủ đề mới, đó là sự tự tin. Và hôm nay là công ty Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến các bạn 8 bí quyết lấy lại sự tự tin cho bản thân của mình. Thứ nhất thì tự tin không phải là đặc tính bẩm sinh của con người. Và những lời khuyên sau đây thì Tân Đại Dương hy vọng là các bạn sẽ được có cái sự trải nghiệm cũng như là các bạn sẽ có sự thành công hơn cho cái việc đối mặt với lại những cái người khác hay là đó, và có thể hoàn thành tốt những công việc mà bạn có thể đảm nhận. Và đầu tiên, cái bí quyết đầu tiên mà các bạn lấy ra được sự tự tin đó là bạn không nên lảng tránh cái nhìn của người khác. Rất nhiều lần thì khi người nào đó hướng ánh mắt về bạn thì bạn sẽ lập tức nhìn xuống hoặc là bạn quay đầu đi nơi khác. Và bạn nên hãy thôi đừng lảng tránh cái nhìn của người khác nữa. Và người ta giao tiếp với nhau đâu chỉ bằng lời nói, đúng không bạn? Và cảm xúc của cả bạn và người đối thoại đều rất quan trọng, đúng không? Và tất nhiên thì đừng làm điều gì quá quắt hay là cũng đừng tìm mọi cách để nhìn chằm chằm vào mặt của người ta khi mà bạn nói chuyện. Điều thứ hai là bạn hãy biến nỗi sợ thành hành động. Bạn thường tỏ ra hoảng loạn khi rơi vào cái tình huống mới, nhưng mà đừng có tiêu phí toàn bộ năng lượng của mình và cái suy nghĩ của mình vào cái việc như là che giấu cái nỗi sợ. Điều này là sẽ không tốt cho đối với bạn, và trái lại thì bạn nên hãy biến nó trở thành hành động của mình và hãy trò chuyện, chủ động giao tiếp với những người đối diện của mình hay là những người khác phái, vân vân. Thứ ba là bạn nên thiết lập cái mối quan hệ. Cái điều này thì khá là quan trọng và rất có thể đối với bạn, cái việc mà bắt chuyện với một người không quen biết hay là thậm chí cả với người hàng xóm của mình thì đúng là cũng đó cũng là một điều mà hết sức khó khăn. Và hãy tự nhủ rằng tất cả mọi người đều có thể bồn chồn lo lắng khi phải tiếp cận với những cái người lạ, và bạn hãy buộc mình vào cái thế chủ động để có thể thiết lập cái mối quan hệ, và thay vì bạn liên tục lẩn tránh nó. Và điều này sẽ giúp cho bạn là cảm thấy yên tâm hơn và dễ dàng tìm được cái phương thức tốt nhất để mà nuôi dưỡng cái mối quan hệ này. Điều thứ tư bạn cần để ý mà Tân Đại Dương nhắc bạn là bạn đừng ngại mình nên là lao mình xuống nước. Cái câu này thì hơi khá khó hiểu, đúng không? Cái ý của cái này là bạn đừng ngại khám phá những cái môi trường mới và nên gặt hái những cái trải nghiệm mới. Dần dần thì bạn sẽ có được cái khả năng nhanh chóng thích nghi với là hoàn cảnh mới, và tất cả mọi điều đều không thành vấn đề đối với bạn. Thứ năm, bạn hãy tự nhủ rằng tôi là người tuyệt vời nhất. Bạn hãy nhắc đi nhắc lại rằng tôi có thể làm được điều này, hoặc tôi là người tuyệt vời nhất. Và những cái suy nghĩ tích cực thì lúc nào cũng sẽ mang lại cái kết quả tốt và sẽ không có đem đến cái rủi ro cho bạn nữa. Điều thứ sáu mà bạn nên mạnh dạn khẳng định chính bản thân mình. Tất nhiên thì bạn cái việc khả năng mà nó thật to chưa hẳn là một biểu hiện để đem lại cái sự tự tin, nhưng mà cái điều này cũng sẽ giúp bạn khẳng định lại cái niềm tin của mình. Và thế chẳng là tốt hơn sao khi mà bạn cứ lí nhí trong mồm và lấy tay che miệng lại, đúng không? Và nhớ nhìn thẳng vào mặt của người đối thoại với mình. Thứ bảy là bạn đừng nên chọn những mục tiêu không thực tế. Cái điều mục tiêu này cực kỳ quan trọng. Mà Tân Đại Dương muốn nhắc bạn là sự thiếu tự tin bắt nguồn từ cái cảm giác bạn thường xuyên thất bại. Vậy thì đừng có lựa chọn cho mình những cái mục tiêu không khả thi, cũng như là bạn nên chấp nhận mình. Và một trong những bí quyết để mà của lòng tự tin chính là cái chủ nghĩa thực tế. Bạn cần biết rõ những cái khả năng của mình cũng như là những hạn chế của chính mình. Và hãy chia nhỏ các mục tiêu thành những cái giai đoạn chuyển tiếp nhỏ. Thì thành công trong những bước này thì sẽ giúp bạn hoàn thành được mục tiêu cuối cùng sẽ được dễ dàng hơn, với điều kiện là nó nằm trong khuôn khổ của sự hợp lý và nằm trong cái giới hạn cho phép của bản thân của mình. Điều thứ 8, bạn nên bạn hoàn thiện bản thân của mình. Cái điều này cũng là một trong những điều mà Tân Đại Dương muốn nhắn nhủ với bạn. Và bao giờ cũng vậy, thì để hạn chế được sự thất bại thì bạn phải biết rõ cả lỗi lầm của mình, và bạn hãy nên phân tích chính xác cái nguyên nhân gây ra những cái sai lầm trong quá khứ, cả trong sự nghiệp và cũng trong đời sống riêng tư của bạn. Và để tránh tự lặp lại những cái chuyện mà không hay thì bạn chỉ có một cách là hoàn thiện chính bản thân mình. Và hy vọng trong 8 cái bí quyết vừa rồi Tân Đại Dương đưa ra cho bạn thì bạn sẽ có thể hoàn thành hết toàn bộ 8 bí quyết này. Có thể là lúc đầu hơi khó khăn, đúng không bạn? Nhưng mà bạn hãy yên tâm, chỉ cần là bạn có cái sự tự tin cũng như là bạn quyết tâm thì chắc chắn là bạn có thể làm được. Và để đón xem những chương trình kỹ năng sống tiếp theo, xin các bạn hãy chờ đón xem những cái chủ đề tiếp theo mà Tân Đại Dương sẽ gửi đến các bạn nhé. Xin chào các bạn.